Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 36, Cho sâu cắn chết. Tống Thái Thái vừa vào phòng thì Lâm Phương khoan kháo bước ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Di và hai tiểu tề ra, nàng ta liền chủ động tươi cười chào hỏi, thì ra mọi người đang ở dây vừa nói vừa nhìn về phía lâm di vừa rồi có người quen cũ của nhà chúng ta tới muộn một lát nữa sẽ giới thiệu cho muội làm quen cả tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư đều tỏ ra hơi bất ngờ sao trần tứ tiểu thư lại chủ động nhắc tới chuyện này tề tam tiểu thư đưa quạt che miệng hỏi vị biểu ca kia của cô bệnh thế nào rồi lâm phương vẫn không hề nao núng mấy hôm nay khá hơn nhiều rồi nghe nói cũng đang ở tiền viện vừa nói vừa nhìn Lâm Di, hôm nay khách hứa nhiều, muội phải chú ý một chút đấy. Trước mặt người khác Lâm Phương là tỷ tỷ, dạy đời mấy câu thì người làm muội muội cũng chỉ biết lắng nghe. Có điều nữ quyến trong vườn rốt cuộc đều do Lâm Di đứng ra tiếp đãi, Lâm Phương chỉ chọn mấy tiểu thư nhà cao cửa rộng để tới bắt chuyện. Xong không lâu sau Lâm Phương liền dính lấy Lâm Tam tiểu thư, chẳng rõ hai người nói chuyện gì thú vị mà Lâm Phương cười khúc khích mãi. Tề ngũ tiểu thư bắt đầu trách tỷ tỷ mình, tỷ đấy, nhanh mồm nhanh miệng quá đi. Tề tam tiểu thư cười khẩy, muội nhìn dáng vẻ hôm nay của Trần Tứ tiểu thư đi, liếc mắt liền biết cô ta đang lấm lét tính toán gì đó rồi. Vừa nói vừa liếc sang lâm di, muội cũng phải cẩn thận một chút, ta chắc mầm vị tứ tỷ kia của muội cho rằng muội muốn tranh mối làm thân cùng lâm gia với cô ta. Tề ngũ tiểu thư lập tức xanh mặt, chỉ hận không thể bịt miệng tỉ tỉ nhà mình tề tam tiểu thư nói tiếp xung quanh cũng chẳng có ai muội sợ cái gì hai ta đều thích lục tiểu thư dĩ nhiên phải nhắc nhở muội ấy khi cần tề ngũ tiểu thư thở dài ngượng ngùng lẩm bẩm chúng ta dù sao cũng là tiểu thư khuê các bị người khác biết được thì không hay lắm tề tam tiểu thư phì cười muội lúc nào cũng sợ này sợ nọ nó. vừa nói vừa kéo lâm di đi sang một bên Ba người ngồi trên băng ghế bằng đá trong rừng trúc, Tề Tam tiểu thư đưa mắt nhìn rừng trúc xung quanh mình một lượt, giống trúc này đẹp thật, nhìn thích mắt hơn loại trúc tía ở nhà chúng ta. Lâm Di cười nói, đây là trúc vạn thọ, nếu tỷ thích thì có thể bảo người đào vài gốc về trồng thử. Trúc vạn thọ, loại trúc thân mảnh rẻ, thường được bó lại làm kiểng. Tề Tam tiểu thư xoa tay, thế thì không còn gì bằng chỉ một thoáng sau khi thay đổi đề tài, ba người đã thân mật hơn rất nhiều. Tề Tam tiểu thư trực tiếp dốc hết những gì muốn nói ban nãy ra. Đại gia nhà họ Lâm đúng là không tệ, có điều Lâm đại thái thái lại không phải là kiểu người dễ sống chung. Ai thèm thì gả chứ bọn tỷ chỉ ước tránh nhà đó càng xa càng tốt. Mỗi lần mở tiệc đều lôi kéo bọn tỷ tới làm bình phong đều rất mệt. Tề Tam tiểu thư nói không hề sai. Các đại gia tộc chọn con dâu thường tổ chức hội họp mời các tiểu thư của thân bằng hảo hữu tới, thật sự chú ý cũng chỉ có một hai người, còn lại đều mời tới cho có lệ mà thôi. Ta biết lòng muội muội trong sáng nên có mấy lời thật sự không muốn gạt muội. Lâm đại thái thái từ trước tới nay nổi tiếng độc đoán, trong mắt không chứa được người ngoài. Ta kể một chuyện muội muội nghe sẽ hiểu liền, lúc còn trẻ Lâm lão gia cũng muốn thử nếm mùi ong bướm xong sau lần Lâm Đại Thái Thái ôm con trai treo cổ tự vẫn thì liền chừa. Lâm Di kinh ngạc, ôm con treo cổ tự vẫn. Chuyện như vậy mà Lâm Đại Thái Thái cũng nghĩ ra được. Đứa con trong lời tỷ là nói đại lang của nhà họ Lâm sao? Tề Tam Tiểu Thư đáp, ừ, chính là Lâm Đại lang đấy. Ngay cả con trai ruột cũng có thể lợi dụng, Lâm Đại Thái Thái quả thật không từ thủ đoạn nào lâm di chợt nhớ tới dáng vẻ của lâm chính thanh đêm tân hôn ở kiếp trước tai nghe mắt thấy toàn bộ thủ đoạn của mẫu thân từ nhỏ tính ra hắn còn hơn cả mẹ mình một bậc lâm ra quả thật là đầm hùm hang sói vậy mà vẫn có nhiều khuê tú muốn gà vào đó ba người ngồi nói chuyện một lát thì linh lung tươi cười tới tìm lâm di trịnh thất tiểu thư đang tìm khắp vườn để kiếm tiểu thư đấy ạ à? nhiều thiếu nữ ở cùng với nhau như vậy dĩ nhiên không hề dễ làm tất cả hài lòng thi làm thơ nhảy ô quan sướng khúc đủ loại trò chơi khiến lâm uyển lâm phương và lâm di bận túi bụi lâm phương kiếm cớ sai tiểu nha hoàn đi lấy hộp pháo rồi dẫn minh anh luồn ra khỏi cổng nguyệt lượng trốn đến nấp sau lưng ngọn núi giả lâm phương nóng này hỏi chuẩn bị tốt cả rồi đúng không minh anh e dè gật đầu làm vậy có ổn không tiểu thư Lâm Phương nhíu mày, có gì không ổn chứ? Chỉ chính ít người nên hành sự mới dễ dàng. Người có dặn tên đó trốn kỹ không? Minh Anh vẫn không ngừng run rẩy. Nô tỳ khó khăn lắm mới kiếm được cớ xua hai bà tử của Tống ra đi. Sau đó liền bảo với Tống Đại Gia rằng muốn chơi trò đuổi bắt. Hai bà tử kia phải hầu hạ cậu con trai lớn bị ngốc của Tống Gia hàng ngày dĩ nhiên đã chán nản từ lâu. Hiếm hoi lắm mới được thư thả một chút nên không thể bỏ qua cơ hội. Chưa kể nữ tiên sinh mà chi chính mời tới thật sự khá giỏi, mọi người ai cũng vây quanh lắng nghe sướng khúc. Bà tử trông chừng đã đi, chỉ còn một tiểu nha hoàn liền vô cùng dễ xử. Minh Anh sai người bưng trà bánh tới, tiểu nha hoàn bị đồ ăn hấp dẫn liền chạy đi ăn, nàng nhân cơ hội đó dỗ ngọt tống đại gia. Người tống gia từng nói tống đại gia thích nhất là cho người hầu chơi trò này với mình. Đã miêu tả kỹ càng y phục của lục nha đầu cho hắn nghe rồi chứ. Minh Anh gật đầu, tuy hôm nay trong phủ cũng có tiểu thư nhà khác mặc đồ lụa màu xanh, nhưng không ai đeo tua rua đỏ bên hông cả, chưa kể lúc sáng tiểu thư còn tặng một chùm chuông bạc cho lục tiểu thư nữa. Lâm Phương che miệng cười khẽ, đeo chùm chuông kia đi lại sẽ phát ra tiếng lanh keng, vui tai, cũng chính là tín hiệu cho tên ngốc kia chạy tới bắt. Bị phái nam xa lạ ôm sẽ mất hết thể diện, xem lâm gia còn muốn con nhỏ đó nữa không. Quan trọng nhất là khi chỗ con nhỏ đó dùng beng lên, bên này nàng ta phải làm tốt chuyện của mình. Lâm Phương chỉnh lại y phục, còn quay một vòng cho Minh Anh kiểm tra xem có chỗ nào bất ổn không. Minh Anh không dám qua loa, dĩ nhiên xem xét tới lui mấy lượt hộ Lâm Phương, sau đó hai chủ tớ mới chia nhau đi làm việc. Lâm Phương đi thẳng ao sen ở phía Nam Viện, phía Bắc Viện là sân vườn trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn có cả quần phương đình nên thích hợp để nữ quyến làm nơi tụ tập chơi đùa, trong khi phía nam viện là một hồ sen bát ngát. Giữa hè nắng nóng không hợp chèo thuyền hái sen nên chỉ có phái nam rảnh rỗi mới tới đây đi dạo. Lâm Phương đã cho người trông chừng Lâm Đại Lang ở tiền viện, chỉ cần hắn đi về phía nam viện thì nàng ta sẽ tranh thủ được thời cơ. Nàng ta không tin Lâm Đại Lang nhìn thấy nàng ta rồi mà vẫn còn muốn con nhỏ nhà quê kia. Quả nhiên không sai. Lâm Đại Lang thích ở một mình, nàng bảo tiểu nha hoàn đánh tiếng trước rằng phía nam viện có chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là một câu bâng quơ, người khác có biết cũng chẳng hề gì. Tâm trạng càng lúc càng khoan khái, Lâm Phương rè dặt bước đi trên bậc thềm bằng đá trắng, yểu điệu dùng đầu ngón tay nhấc mép váy, dạo cảnh với dáng vẻ là lướt nhất có thể. Khẽ nheo mắt nhìn qua cầu đến bờ hồ đối diện rồi ngước lên nhìn dặn liễu xanh mướt nhú nhụy hoa. Từng bước một, mỗi bước đều vô cùng khẽ khàng, giày thêu có khảm ngọc, và chạm với bậc thềm phát ra âm thanh vô cùng trong trẻo. Không cần nói nàng ta cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình thanh thoát động lòng người đến mức nào, nếu lúc này người nọ xuất hiện, nàng ta sẽ ra vẻ bối rối như nai con bị bất ngờ. Lâm Phương còn đang tính toán thì trước mắt chợt xuất hiện một cái bóng màu xanh ngọc. Mắt sáng như sao, vẻ mặt thong dong, hai phiến môi mỏng hơi mím, người nọ nhìn nàng ta bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa kinh ngạc lần đầu tiên một mình đối diện với phái nam xa lạ dĩ nhiên không tránh được sự kinh hoàng tim lâm phương nhảy lên tận họng trong vườn chợt loáng thoáng truyền tới tiếng gọi đại gia đại gia lâm phương bấy giờ mới bừng tỉnh lập tức quay người hoảng hốt định bỏ chạy vốn đứng rất gần mép hồ vừa quay người lâm phương liền hụt chân mới chới với chuẩn bị rơi thẳng xuống hồ thì cổ tay nàng ta chợt bị nắm kéo lại bất ngờ bị nắm tay lâm phương yểu điệu kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại mẫu thân muốn dựa vào huệ hòa quận chúa chọn cho nàng ta một nhà tốt hơn nhưng nàng ta đã thích lâm đại lang mất rồi sau khi đứng vững lại nàng ta nên chỉnh lại trang phục tạ ơn lâm đại lang lâm phương còn đang suy nghĩ thì trên chán chợt hơi ngơ ngứa chẳng nhẽ Lâm Đại Lang lại to gan đến mức này. song sau khi nhìn rõ thứ trên chán mình, Lâm Phương lập tức hối hận. Lâm Chính Thanh khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn nửa con run đang uốn éo trên chán Lâm Phương. Sau này đừng bày trò rơi xuống nước trước mặt ta, ta ghét nhất là bị người khác tính kế. Đầu óc sớm đã trống rỗng, Lâm Phương chỉ còn biết hoảng loạn gật đầu. Nụ cười trên môi Lâm Chính Thanh trở nên rõ ràng hơn con người ánh lên bóng loáng như chân châu đen, không được nói cho người khác biết đã nhìn thấy ta ở đây, bằng không lần sau gặp ta sẽ cho sâu cắn chết cô. Nước mắt đã tràn ra, Lâm Phương muốn đưa tay phủi con run trên chán thì lại bị túm chặt không thể động đậy, chỉ biết dương mắt nhìn với ý cầu xin. Lâm chính thanh nhón con run kia lên, con vật dẫy rụa mấy cái rồi rơi thẳng lên môi Lâm Phương, khiến nàng ta xây sầm mặt mày, nhất thời không thở nổi. Lâm Chính Thanh bất giác thở dài một tiếng. Có gan chạy tới gặp gỡ phái nam lạ mặt mà lại đi sợ một con run. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được cười lạnh. Nếu để chuyện trung thân bị một người đàn bà và một con danh tính kế, hắn sẽ cảm thấy như vừa bị rơi vào hố phân, buồn nôn không thể tả. Lâm Chính Thanh dùng mũi chân đá đá thân hình nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã ngất xỉu rồi. Cũng may nô tỳ của Trần Gia luôn làm việc tận tụy, Ven đường rất ít cát bụi, sẽ chẳng ai phát hiện ra dấu chân lạ. Có điều nếu Trần Gia Khôn khéo sẽ biết hỏi thăm tiểu thư nhà hắn rồi tìm tới phía Nam viện thôi. Loại hành động không biết xấu hổ này, bị phát hiện cũng sẽ trách tội bên phía nữ, truyền ra ngoài thì cô nàng này sẽ hết đường gà đi luôn. Lúc được tiểu nha hoàn tới nhắn nhủ, hắn còn tưởng là Trần Lục tiểu thư muốn gặp gỡ hôn phu tương lai, không ngờ người tới lại là một khuôn mặt khác bất cẩn rơi vào sắp đặt của người khác, chuyện lộ ra ngoài hắn cũng chẳng thu được lợi gì, nên tìm cách ngăn ngừa thì hơn, và biện pháp nhanh và tiện nhất chính là đe dọa. Sau khi dạo chơi trong vườn thỏa thích, chúng tiểu thư cùng nhau trở lại sảnh tiếp khách, vừa hai người lớn cũng nói chuyện xong. Nói hết chuyện nhà, mọi người bắt đầu chuyển sang lo lắng cho sức khỏe của lão thái thái chi chính. Đúng lúc nhị thái thái điển thị bưng một bát thuốc đen như mực vào, hầu hạ lão thái thái chi chính uống hết lâm đại thái thái nói cũng may có nhị thái thái ở đây lão thái thái chi chính xúc miệng cho sạch rồi đưa tay cầm lấy chuỗi hạt người đã già chỉ biết phiền con cháu thôi chúng phu nhân và thái thái đều cười tống thái thái lên tiếng lão thái thái nói gì vậy người ta đều nói trong nhà có người già như có bảo vật đấy lão thái thái chi chính cười nói các cô chỉ biết nói ngọt dỗ bà già này thôi. Nhị thái thái điển thị lẳng lặng đưa tay lau khóe mắt, đã lâu chưa thấy lão thái thái vui vẻ như vậy. Lão thái thái chi chính chỉ cười, không nói gì. Lâm đại thái thái nói, người già thường thích cảnh con cháu quây quần đông vui. Nói tới đây lâm đại thái thái liền ý thức được mình lỡ lời, nhất thời ngượng đỏ mặt. Chi chính trần ra ít con cái nối dõi tông đường, chỉ có một đứa con trai lại mất sớm, làm gì có thể chứng kiến cảnh con cháu quây quần đông vui nữa. Mọi người nghĩ tới đây đều tỏ ra buồn bã. Nhị thái thái điển thị khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng nở nụ cười hiền lành. Tôi cũng muốn dọn qua đây ở cùng mà chỉ sợ lão thái thái không muốn thấy mặt tôi mỗi ngày ấy chứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 37, Lòng Hiếu Thảo. Nhị thái thái điển thị muốn dọn sang ở cùng lời này chẳng phải loại tùy tiện có thể nói chơi. Nhị thái thái điền thị dọn sang vậy nhị lão gia có muốn dọn cùng không? Nói thế tứ tiểu thư dĩ nhiên cũng muốn đi theo, người một nhà làm gì chịu chia cách nhau. Điền thị nói câu này nghe như bản thân thật lòng muốn hầu hạ trưởng bối, nhưng ngẫm lại mới rõ, cả nhà nhị lão ra dọn vào thì dễ nhưng chưa chắc đã chịu chuyển ra. Tới lúc đó mang tiếng nhận lòng hiếu thảo của người ta, Lão Thái Thái còn có thể từ chối không nhận nhị lão ra làm con thừa tự sao? Sắc mặt của Bạch Mama ở bên cạnh liền trở nên khó coi vô cùng, luôn biết nhị thái thái lợi hại nhưng bà không ngờ đối phương có thể âm thầm tính toán đến mức này. Trong khi đó lão thái thái chi chính vẫn như không để bụng câu nói của Điền thị, "Như vậy sao được, em dâu bên đó cũng đã lớn tuổi, bên cạnh cũng cần con cháu bầu bạn." Mẹ chồng mình còn chưa hầu hạ xong, sao có thể chạy tới chỗ bà chứ nhị thái thái điển thị nghe vậy cũng ngượng ngùng cúi đầu mẹ chồng con bây giờ có chị dâu cả rồi nên không cần con nữa tuy theo đuổi phật lý nhưng con vẫn muốn làm tròn nghĩa vụ dâu thảo và mẹ hiền trước tiên mẹ chồng dĩ nhiên phải tận hiếu nhưng lão thái thái chi chính cũng là trưởng bối ai lại phân biệt rạch ròi như thế chăm sóc cho lão thái thái chi chính khỏe mạnh lại rồi con trở về phụng dưỡng mẹ chồng cũng được lời lẽ đường hoàng như vậy nói ra liền chiếm được cảm tình của mọi người lão thái thái chi chính cười đến mức khóe mắt hẳn sâu nếp nhăn nói thế vậy ta cũng không khách sáo khi nhờ vả mấy đứa nữa bây giờ có ba nha đầu ở cùng viện của ta liền náo nhiệt hơn hẳn ta cũng thấy vui vẻ nhờ đó mà bệnh cũng đỡ hơn nhiều mấy đứa không cần lo lắng lão thái thái chi chính giả lơ lấy mấy người lâm uyển làm lá chắn Điền thị cũng không vì vậy mà quê, ngược lại còn dịu dàng gật đầu. Nếu lão thái thái thấy người không khỏe thì cứ nói, con nhất định sẽ tới phụng dưỡng. Cái này gọi là lòng hiếu thảo không thích cũng phải nhận. Lão thái thái bất giác nhớ tới tiền triều có một người nổi tiếng hiểu thảo, cha qua đời nên người mẹ đau buồn không chịu ăn uống, người nọ liền quỳ trong sân, tuyệt thực theo người mẹ. Chiêu này của điền thị cũng không khác mấy so với vị đó, Nhị lão Thái Thái đồng thị cũng coi như là tích đủ phúc mới có thể lấy về một người con dâu như vậy. Lâm đại thái thái lúng túng cúi đầu, nếu so sánh thì chúng ta thẹn chết đi được. Thảo nào nhị thái thái có thể làm cư sĩ mà chúng ta thì không. Phải đấy, Lang trung thái thái cũng phụ họa nói theo, nhị thái thái đúng là đại diện của Bồ Tát, được ông trời phái xuống. Nguyên chức Lang trung, Lang trung là một chức quan được đặt từ thời tần Trung Quốc chịu trách nhiệm thị vệ. Bắt đầu từ thời tùy, Lang Trung được định là trưởng quan của một ti. Thế là nữ quyến cả phòng say xưa nhắc lại các hoạt động từ thiện nhiều năm qua của Điền Thị. Mọi người đang kể tới sự kiện Điền Thị phát cháo năm ngoái thì một tiểu nha hoàn cuống quýt chạy vào phòng, không xong rồi, tống đại gia. Đang rượt đuổi các vị tiểu thư. Cái gì? Tống thái thái đứng bật dậy, mặt sám ngoét, Huy ca lại gây họa gì rồi? Tiểu nha hoàn kia vội thưa, không rõ hả, à, mấy vị tiểu thư đang vui vẻ cười đùa thì tống đại gia đột nhiên xông vào. Mấy vị tiểu thư, mắt mọi người đảo quanh sảnh, cộng cả tiểu thư trần gia thì vẫn còn bốn năm vị ở ngoài. Tống thái thái nhất thời thấy ra đầu tê dại, nếu con trai thật sự mạo phạm vị thiên kim kia, bà ta sẽ cáng đáng không nổi. Nhị thái thái điền thị, tống thái thái. Tề nhị thái thái cuốn quýt theo bạch mama ra ngoài xem. Bốn người vừa ra khỏi sảnh thì đã thấy từ xa có mấy bóng người hớt hải chạy về phía này. Tề nhị thái thái nhanh chóng nhận ra con gái nhà mình cũng có mặt trong đám người. Các tiểu thư trở về, sau đó đông đảo nha hoàn bà tử cũng lục đục chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tống thái thái lo lắng nhất nên dướn cổ lên tìm kiếm con trai mình. Sau lần bệnh nặng, tâm tính của Huy ca liền thay đổi, không tiện để con trai một mình ở tiền viện với khách nam nên tống thái thái đành dẫn theo bên mình bà ta vốn chỉ định nói vài câu rồi cáo từ ra về ai ngờ mới đó mà huy ca đã gây họa rồi tề tam tiểu thư nói chúng con đang chơi ném cầu thì bỗng dưng sau núi giả có người vọt ra may nhờ có mấy nha hoàn bà tử nhìn thấy trước nên chúng con mới chạy kịp lâm uyển thở hồn hền đứng cạnh đó còn có lâm di vẫn chưa hoàn hồn Tề tam tiểu thư nói tiếp, tống đại gia hình như lẩm bẩm liên tục cái gì mà nghe thấy tiếng chuông thì chạy ra bắt. Vừa nói nàng vừa quay sang nhìn tề ngũ tiểu thư và tiểu thư của nhà họ đồng, đúng không? Đồng tiểu thư vội vàng gật đầu, phải ạ, à, con cũng nghe thấy được. Đằng sau lại truyền đến tiếng xôn xao, Lâm Uyển và Lâm Di cuống quýt nấp sau lưng điển thị. Lâm Di vừa cử động, tất cả liền nghe thấy tiếng chuông len canh, cúi đầu nhìn mới thấy là từ chùm chuông bạc lục tiểu thư đeo bên hông. Bạch ma ma ngẩn người, vội hỏi Lâm Di, sao lục tiểu thư lại đeo chùm chuông này? Lâm Di ngước lên, là tứ tỷ sáng hôm nay, nói tới Lâm Di chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào mình, quay đầu nhìn liền thấy được là từ nhị thái thái điển thị, thế là nàng lập tức nuốt xuống những lời chưa kịp nói. Như nghe ra được gì đó, Bạch Mama nhanh chóng giấu ánh mắt vừa lóe lên đi, tiếp lời Lâm Di: Các tiểu thư không sao thì tốt rồi. Vừa nói bà vừa nhìn về phía Tống Thái Thái. Tâm trí của Tống Đại gia bây giờ như của trẻ con, tất cả mọi người đều hiểu, Thái Thái không cần căng thẳng quá đâu. Như được dỡ đi gánh nặng, Tống Thái Thái thở vào một hơi, cảm kích nhìn Bạch Mama. Điền Thị và Tề Nhị Thái Thái quay sang bảo các tiểu thư: Các con trở về sảnh trước đi. Các tiểu thư vội vàng gật đầu rồi vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa cùng nhau quay về sảnh tiếp khách. Bấy giờ Điền thị mới chợt nhận ra, Lâm Phương đâu? Mấy người Lâm Uyển đi trước nghe hỏi mới dừng lại, quay sang nhìn nhau. Lâm Uyển nhỏ giọng đáp, "Tứ muội không ở cùng chúng con." Lâm Phương cũng không có mặt ở sảnh. Mặt Điền thị biến sắc, Tống Thái Thái cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ, không khí trong sân nhất thời hơi quái dị nô tỳ lập tức cho người đi tìm tứ tiểu thư. Bạch ma quay sang dặn dò hạ nhân bên cạnh rồi theo Tống Thái Thái và Điền Thị đi xem tình hình của Tống Đại Gia. Lâm Di đưa tay sờ trùng chuông bạc bên hông. Lâm Phương có thể làm ra chuyện ác độc như vậy, nàng dĩ nhiên không ngại vạch trần cô nàng ngay trước mặt mọi người. Nếu cứ âm thầm bỏ qua thì không biết lần sau đối phương còn dùng thủ đoạn âm hiểm nào nữa. Trước giờ không có ý muốn hại người, nhưng để bảo vệ bản thân nàng chẳng thể khoanh tay đứng yên mãi. Nhất là đối với Lâm Phương, thay vì hết lần này đến lần khác chịu phiền nhiễu rồi đau đầu tìm cách đỡ đòn, chi bằng cho nàng ta nếm thử quả đắng của chính mình, như vậy về sau cô nàng cũng tự biết mà khiêm tốn hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 38, bị vạch trần. Lâm Phương không có mặt, vị trí bên cạnh lão thái chi chính dĩ nhiên tới phiên Lâm Uyển và Lâm Di mấy vị tiểu thư bị kinh hãi một trận nên liền thuận đà làm nũng trước mặt các trường bối lão thái thái chi chính vỗ về lâm uyển và lâm di được rồi được rồi tống đại gia cũng chẳng phải kẻ xấu xa gì lâm uyển e dè nói chúng cháu không bị dọa bởi tống đại gia chúng cháu nghe thấy tiếng ồn nhưng cũng chẳng nhìn rõ cũng không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tống đại gia hắn ta cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi nhân phẩm nhà họ tống ra sao nàng không biết nhưng nàng không có ý định đổ oan cho tống đại gia cho nên lâm di cũng gật đầu đúng là chẳng nhìn thấy ai cả bản thân cháu thì bị tiếng la của nha hoàn với bà tử hù dọa trịnh thất tiểu thư cũng lấy khăn tay che miệng cháu cũng bị cảnh tượng chen lấn hỗn loạn đó dọa lấp liếm mấy câu xong mọi người cũng bình tĩnh lại các thái thái cũng hiểu là có nội tình bây giờ người trần gia sẽ không nói thẳng ra chỉ có thể về nhà rồi từ từ hỏi thăm thôi. Bấy giờ Lâm Di đã tháo chùm chuông đeo bên hông xuống, còn cố ý để tua rua buộc chuông rơi vãi trên mặt đất. Mọi người uống trà thêm một lúc thì Bạch Mama và Tống Thái Thái vào phòng. Lão Thái Thái chi chính vội vàng ngồi thẳng lên, ân cần hỏi Tống Thái Thái, đại gia nhà cô thế nào rồi? Có bị giật mình không? Lão thái thái Trần gia chẳng những không bắt lỗi mà còn lo lắng hỏi thăm Huy ca nhà bà, Tống thái thái cảm động đến đỏ vành mắt, thật không ngờ dẫn thằng bé theo lại gây ra chuyện lớn như vậy. Lão thái thái Chi chính đưa tay nói, "Được rồi, được rồi, qua đây ngồi đi." Bạch ma ma đưa Tống thái thái đến ngồi xuống trước ghế gần lão thái thái. Mọi người ở đây đều là mẹ cả, dĩ nhiên hiểu được nỗi khổ của cô con cái bị bệnh không có thuốc chữa không phải là lỗi của cô, chưa kể thằng bé đó cũng là thân bất do kỳ. Có trách thì trách bọn người hầu chưa rõ ràng mọi chuyện đã làm ầm lên khiến đám nhỏ bị dọa một trận. Nghe thấy lời an ủi ấm áp của lão thái thái trần ra, tống thái thái liền không cầm được nước mắt, chúng nữ quyến thấy vậy cũng rối rít góp lời khuyên lơn. Một lát sau, nhị thái thái điển thị cũng từ bên ngoài trở vào. Lão thái thái chi chính lập tức hỏi, Lâm Phương đâu? Đã tìm được chưa? Điền Thị vẫn bình thản như thường lệ, nhỏ nhẹ cười, "Tìm được rồi ạ, à? con bé bị ngã nên trở về phòng thay quần áo." Lão Thái Thái Chi chính nhíu mày, "Con bé này, tại sao lại bất cần như vậy?" Người hầu cũng không tới báo một tiếng. Điền Thị cười phân bua, "Lâm Phương giúp cháu tới nhà bếp thu xếp trà bánh thì bị ngã, nha hoàn vốn định đi bẩm báo nhưng con bé lại không cho." vừa sợ lão thái thái lo lắng vừa sợ phiền khách khứa qua lời của điền thị lâm phương thoáng cái đã trở thành một cô gái không những ngoan ngoãn mà còn hiền lương thục đức chỉ một chốc sau lâm phương bưng bánh vào phòng bàn tiệc đã được dọn xong rồi ạ à? lão thái thái chi chính đứng dậy cười đi thôi đừng để bọn nhỏ bị đói bụng cả phòng đều đứng dậy đi tới phòng tiệc ai cũng âm thầm liếc mắt nhìn lâm phương một cái búi tóc đã được trải lại chỉn chu, y phục cũng đổi một bộ mới tinh, trên mặt trang điểm khá đậm, viền mắt hơi đỏ, tay nắm chặt khăn, người hơi co do như đang tránh né vật dơ bẩn nào đó, chưa kể cử chỉ cũng e rè gượng gạo hơn hẳn. Tề Tam tiểu thư không kiềm được kề tai nói nhỏ với muội muội, nhìn thế nào cũng chẳng giống vừa bị ngã. Ngã kiểu gì mà phải thay đồ từ đầu tới chân như vậy, chẳng lẽ là bị Tống đại gia bắt được? Tề ngũ tiểu thư hơi sầm mặt, may mà không bị người khác nghe thấy, không thì người trần gia nhất định hận hai tỷ muội nàng đến chết. Có điều người sáng suốt chỉ cần nhìn Lâm Phương một cái liền hiểu ngay. Trịnh thất tiểu thư liên tục nháy mắt với Lâm Di. Mọi người dùng đồ chay, nghe điển thị giảng kinh Phật xong thì đã không còn sớm. Khách nam ở tiền viện lần lượt tới bái kiến lão thái thái chi chính nên chư vị tiểu thư đều lui ra sau màn trúc. Trịnh Thất tiểu thư tết sợi từng đỏ trong tay thành hình hoa rồi đắc ý truyền cho Lâm Uyển, Lâm Di và tỷ muội Tề ra xem. Tề Tam tiểu thư thử trước tiên nhưng mãi vẫn không tháo gỡ được nút tết, Tề Ngũ tiểu thư thấy thú vị cũng thử mấy lần, cả Lâm Uyển cũng thử qua vẫn không ai thành công. Lúc này Trịnh Thất tiểu thư mới đắc ý truyền sang cho Lâm Di, lần trước nhìn khóa lỗ ban của tỷ ta mới nhớ tới cái này, đây là đồ chơi mẫu thân dùng để dỗ ta lúc còn bé mẫu thân nói là được chân thái phi dạy tết đấy. Vừa nói xong nàng liền ôi, lên, lâm di mới nhón lấy một đầu dây rút nhẹ một cái, nút tết trong tay trịnh thất tiểu thư liền tuột ra. Nhất thời nụ cười đắc ý trên mặt trịnh thất tiểu thư cứng ngắc, sao tỷ lại gỡ được thế này. Lâm di cầm lấy sợi dây, cười nói, lúc nãy nhìn cách muội tết ta đã ngẫm nghĩ, nếu rút từ chỗ bắt đầu thì không chừng có thể tháo được cảm thấy lời này nghe hơi quen tai, trịnh thất tiểu thư còn đang cố nhớ ra là nghe từ đâu thì chợt bị một tiếng ơ của tề tam tiểu thư ngắt ngang. Tề tam tiểu thư nói, vừa rồi ta rõ ràng cũng thử rút sợi dây này. Lâm Di nhìn các ngón tay múc míp của trịnh thất tiểu thư, cười nói, phải chọn đúng sợi trên ngón tay út của mỗi ấy mới được. Giờ tề tam tiểu thư mới hiểu được, ra là vậy trịnh thất tiểu thư đưa tay véo eo lâm di một cái lâm di sợ nhất là bị nhột nên liên tục uốn mình tránh né trịnh thất tiểu thư bặm môi nói ai bảo tỷ bắt nạt ta ai bảo tỷ bắt nạt ta không biết ai mới là người bị bắt nạt đây phải rồi trịnh thất tiểu thư bỗng nhiên nhớ ra mẫu thân nói tỷ thêu hai mặt rất giỏi nhắc tới đây cô nhóc liền nũng nịu cúi xuống nói nhỏ bên tai lâm di lễ mừng thọ của thái hậu sắp tới ta vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Tỷ và tam tiểu thư có thể giúp ta theo một cái tua rua không? Lâm Di nhìn sang Lâm Uyển ngồi bên cạnh. Lâm Uyển đang trò chuyện với tiểu thư đồng gia. Trịnh thất tiểu thư đỏ mặt. Do ta thấy tay nghề theo thùa của tam tiểu thư khá được. Nhớ tới tỷ còn giỏi hơn nên mới nghĩ ra ý tưởng này. Ta cũng có thể nhờ các tú nương hỗ trợ. Chỉ là tranh theo của bọn họ nhìn khó coi muốn chết. Đưa ra thọ lễ như vậy. Chắc chắn ta sẽ bị mấy người kia cười nhạo. Mấy người kia hẳn là thân thích và các quý nữ khác. Trịnh Thất tiểu thư khẽ nói, mấy ngày qua mẫu thân cũng giam ta trong phòng bắt học nữ công, nói ta mà làm bà ấy mất mặt trong hôm thọ lễ thì say này khỏi mong ra khỏi cửa. Vẻ khẩn khoản trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Trịnh Thất tiểu thư khiến Lâm Di cũng không nỡ cự tuyệt, ừm, được rồi. Trịnh Thất tiểu thư nghe vậy liền hớn hở hẳn lên lâm di lập tức giao hẹn trước nhưng với điều kiện nếu thêu không đẹp khiến muội bị chê cười thì cũng không được oán ta đấy trịnh thất tiểu thư cười hi hi tất nhiên rồi trịnh thất tiểu thư vừa dứt lời lâm di chợt thấy trong phòng thoáng cái đã yên tĩnh hẳn đi bên ngoài vang lên một giọng nam cao rõ thì ra là lâm chính thanh đang bái kiến lão thái thái chi chính chư vị tiểu thư đều chăm chú nhìn qua kẽ màn trúc thấp thoáng thấy được khuôn mặt thiếu niên anh tuấn Lâm Phương ngồi trong góc bất giác run rẩy đầu ngón tay, chẳng muốn nhìn nhưng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bóng dáng nọ, bên liên tục văng vẳng câu thầm thì khi nãy của hắn. Cho sâu cắn chết. Một câu nói như của trẻ con học đòi dọa dẫm nhưng lại vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đen nhánh phảng phất ý cười xong lại thâm trầm như đầm sâu, không hề soi bóng người đối diện. Khi nhìn vào đôi mắt đó, nàng ta như bị đông cứng không thể nhúc nhích chỉ có thể mặc cho đối phương vò nắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phương lại thấy tóc gái dựng đứng, tim không ngừng đập thình thịch, quan trọng nhất là muốn đổ mồ hôi mà lại không dịn ra được giọt nào. Lâm Di vừa âm thầm nhìn thoáng qua Lâm Phương thì chợt bị tề tam tiểu thư kéo tay, ca ca ta kìa. Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt lão thái thái là một chàng trai mặc y phục màu xanh ngọc, mắt sáng mày thanh, cử chỉ đoan chính hoàn toàn trái ngược với hai muội muội mình tề nhị gia khá kiệm lời là một thiếu niên vô cùng lễ phép trên người không dính chút bụi đất lâm di lập tức nhớ tới lời cha từng nói móng tay mấy quan văn ở hàn lâm viện lúc nào cũng sạch sẽ cổ áo thẳng thớm theo chủ nghĩa tự do ngôn luận song khéo ăn khéo nói tề nhị gia học tập ở quốc tử giám về sau thi khoa cử nhất định đạt được công danh nhờ vào danh tiếng của tề gia hẳn cũng vào được hàn lâm viện so mặt ngoài thì Lâm Chính Thanh khéo léo đẩy đưa trong khi tề nhị ra hơi nghiêm túc thái quá. Thảo nào đầu môi của đám nữ quyến đều nhắc tới Lâm Chính Thanh nhiều hơn. Còn trịnh thập cửu thì sao? Lâm Di bỗng nhớ tới vị công tử xuất chúng kia, anh ta dường như là loại người có thể bình thản trong mọi hoàn cảnh, bất kể trên đầu có cuồng phong bão tố ra sao. Chào hỏi xong, mọi người ở lại trò chuyện thêm một lát mới lục đục cáo từ ra về đưa tiễn khách hứa xong, Trần Gia đóng kín cửa lớn, lão thái thái chi chính mới hỏi Lâm Phương, rốt cuộc cháu đã đi đâu? Lâm Phương sợ sệt nhìn thoáng qua điển thị, thật sự. Là bị ngã à? Lão thái thái chi chính vẫn nhìn Lâm Phương trầm chằm đến khi nàng ta không nhịn được phải cúi đầu, cháu gái không dám nói bừa. Lão thái thái chi chính cười lạnh, cần ta mời nữ đầu bếp tới đối chứng không? xem có phải cháu thật sự đến nhà bếp giúp một tay không cũng may là ở trong nhà mình nếu ở ngoài thì đã bôi cho chát chấu lên mặt gia tộc họ trần rồi lão thái thái chi chính vừa nói vừa đặt chùm chuông bạc trong tay lên bàn điền thị nhìn chùm chuông thấy vẻ mặt của lâm phương thì nao núng đây là lâm phương ngẩng đầu lên nhìn lâm di bằng ánh mắt căm hờn lão thái thái chi chính khoát tay như muốn xua ruồi không cần tìm cách biện hộ nữa, ta đã cho người điều tra rồi, các thái thái và tiểu thư khác đều nhìn ra được, lục nha đầu không dám rêu dao nên mới len lén tháo xuống, là ta bảo con bé đưa cho ta. Vừa nói bà vừa nhìn điền thị, cô phụng dưỡng Phật tổ đã nhiều năm như vậy, có mấy lời nói nghe hay hơn cả ta, cái gì mà không thể trễ nải chuyện giúp chồng dạy con ấy, hôm nay dẫn Lâm Phương về nhà hỏi cho rõ ràng đi. Bạch ma đứng cạnh đó suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Nhị thái thái vừa rồi còn ở trước mặt mọi người nói muốn làm tốt vai trò dâu thảo vợ hiền trước rồi mới chuyên tâm tu dưỡng. Bây giờ lão thái thái nhẹ nhàng dùng câu này đáp trả, xem bà ta còn mặt mũi dám lấy chữ hiếu dồn ép người khác nữa không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 42, Dịu dàng. Chi chính Trần Gia bị lục soát nên lão thái thái chi chính dẫn hai cháu gái đến chi thứ hai tránh tạm. Trong viện của chi chính, mỗi tấc đất đều bị đào sâu ba thước, hồ sen ở phía nam viện cũng bị nạo vét kỹ càng, ấy vậy mà quan phủ chẳng tìm được mảnh giấy nào có thể dùng được. Lúc vào lục soát, quan binh còn dẫn theo gã sai vặt bên người viên nhị gia để nhận diện đồ đạc, nhưng rốt cuộc vẫn moi ra được bất kỳ món nào có liên quan đến viên gia. À không, có tìm được một đôi giày viên nhị nãi nãi đang khâu đó. Về phần đống sách bị ném vào lửa như đốt tang cha mẹ ở trong viện của Trần Lão Thái Thái, ngoài kinh Phật chép tay cũng chỉ có mấy cuốn đại học, trung dung, luận ngữ và mạnh tử của con trai cả Trần Gia từng dùng lúc còn đi học, đều là loại có nhắm mắt cũng tìm thấy trong phòng các thanh niên biết chữ. Bốn quyển trong tứ thư của nho học, thông thường người ta hay nói là tứ thư ngũ kinh, Lão Thái Thái Chi chính tựa người lên gối dựa, vừa lau nước mắt vừa nói, ta cứ tưởng. Sẽ không sống được bao lâu nữa. Sắp đi gặp lão gia và doãn lễ rồi. Nên mới muốn đốt hết đồ kỷ niệm những năm qua. Nghe sao cũng thấy giống di ngôn trước khi lâm chung, đối kinh Phật là một dạng siêu độ cho bản thân. Đốt sách vở con trai từng dùng vì muốn mang theo xuống hoàng tuyển trùng phùng với con. Nữ quyến trong phòng nghe vậy ai cũng lấy khăn lau nước mắt lâm di nhắm đôi mắt đã nhòe nước ai bị hun khói cỡ đó cũng sẽ nước mắt đầm đìa như nàng thôi người trong phòng lão thái thái thì khỏi nói đứng kế đống lửa chừng ấy thời gian nên nhìn càng thê thảm hơn tội nghiệp nữ quyến cả phòng ai cũng sụt sịt lau khóe mắt vì thương cảm rốt cuộc là vì sao chứ nhị lão thái thái đồng thị thở dài sao bỗng nhiên lại có quan binh xông vào ngay cả một tin tức cũng không có Lão thái thái chi chính lắc đầu, vị quan gia dẫn đầu có nói là muốn lục soát đồ của Viên gia. Nói tới đây bà bật ra một tiếng cười lạnh, đúng là chỉ biết ức hiếp một nhà toàn bà già với trẻ con thôi mà, muốn tìm đồ của Viên gia lại chạy tới Trần gia. Câu này nói nghe khá chói tai. Ngoài trách quan phủ coi thường người thân cô thế, cô còn ám chỉ cả Trần thị bỏ mặc một bà lão không chồng không con như lão thái thái chi chính các nam nhân của trần gia nghe vậy đều cúi đầu lão thái thái chi chính nói tiếp nếu ta còn là cáo mệnh phu nhân thì nhất định đã gửi thư cho hoàng hậu nương nương xin người đòi lại công bằng cho ta rồi dứt lời bà lại ho khan không ngừng trần doãn viễn tiến lên thưa bá tổ mẫu yên tâm con nhất định sẽ viết tấu trương dâng lên phía trên xem hình bộ giải thích thế nào lão thái thái chi chính thẳng thừng khoát tay thôi đi khụ khụ cậu là quan lại tình ngoài. Dâng tấu cũng chỉ để bị người ta bắt nạt. Đâu hiểu được mây gió trong kinh biến chuyển thế nào. Ở yên đó nghe theo hai đại ca của cậu thì hơn. Bị chỉ đích danh, Trần Doãn Ninh và Trần Doãn Chu không giả ngơ được nữa. Nhất là khi ánh mắt của lão thái thái chi chính đều chĩa về phía Trần Doãn Ninh. Trần Doãn Ninh bất đắc dĩ đành lên tiếng, bá tổ mẫu nói rất đúng, nên cẩn thận nghe ngóng tình hình rồi hãy dâng tấu nói tới đây ông ta ngừng một thoáng nói thế nào thì cũng không thể để yên như vậy bằng không thì còn gì là thể diện của của trần gia ta nói rất hay có bản lĩnh cuối cùng trên mặt lão thái thái chi chính cũng thoáng ý cười lão thái thái chi chính lần tiên nghe khen ngợi con trai mình nhưng nhị lão thái thái đồng thị lại không vui nổi đây rõ ràng là lợi dụng doãn ninh thay mặt chi chính đứng ra nói chuyện với viên gia đắc tội người ta là doãn ninh còn chi chính lại được lợi nhưng đối mặt với một lão thái bà không nơi nương tựa đang kể khổ như vậy, ai cũng chẳng nói được chữ không. Mọi người tu tập nói chuyện đến rất muộn mới trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Tận mắt nhìn Lâm Di thiếp đi, tiêu thị thở dài thở ngắn một lúc rồi trở về phòng mình. Trần Doãn Viễn ở trong phòng đã sắn tay áo chuẩn bị đến thư phòng viết tấu chương tố cáo. Hôm nay tiêu thị đã bị chuyện này dọa mất hồn một trận lão thái thái chi chính bảo để đại ca ra ngoài hỏi thăm trước rồi mà lão gia không chờ xem thế nào đã trần doãn viễn ngồi xuống phản đưa chân lên cho tiêu thị giúp mình cởi giày ra dựa vào đại ca chờ tới khi chúng ta rời kinh ông ta cũng không mang được tin nào về đâu tiêu thị khựng tay nhưng lão gia đâu quen biết ai trong kinh lão thái thái chi chính đã nói rõ ràng như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao Trần Doãn Viễn cười lạnh, cứ sợ trước sợ sau thì khỏi làm quan cho rồi. Cho dù là nông dân thì bất cẩn vẫn có thể bị quốc đập trúng chân, chưa kể, quan phủ có lật tung trần ra lên cũng không điều tra được chuyện gì, nói thế nào trước kia nhà chúng ta cũng là phủ Quảng Bình Hầu. Ta không quen biết ai trong kinh nhưng người viên thị thì khác, nếu đến nước này mà viên thị còn thờ ơ, vậy đừng trách ta hạ bút vô tình. Biết trượng phu đã quyết định chuyện gì thì ai nói sao cũng không suy xuyển. Tiêu thị nói thêm hai câu vô thưởng vô phạt rồi đành trơ mắt nhìn Trần Doãn viễn phất tay áo đi tới thư phòng. Sau khi bị một trận hết hồn ở chỗ chi chính, Lâm Di mới trải qua hai ngày thư thả thì được Quất Hồng nhắc tới trịnh thất tiểu thư, lập tức nhớ chuyện theo lễ vật mừng thọ cho cô nhóc. Lâm Uyển Nhân lúc nhàn rỗi cũng đưa ra được vài ý kiến, song chủ yếu vẫn do Lâm Di quyết định. Mình chỉ hỗ trợ mà thôi. Lễ vật tặng người trong cung không nên quá mới lạ, chọn mấy hoa văn cát tường thường dùng thì hơn. Muội muội chỉ cần dùng thêm kỹ thuật thêu hai mặt thì sẽ rất đẹp rồi. Lâm Uyển nhòe môi mỉm cười, viền hoa bên ngoài cứ giao cho ta, phần lụa mỏng ở trên ta cũng làm được. Vừa dứt lời nàng chợt ho khan vài tiếng. Lâm Di vội hỏi, "Tỷ sao thế?" Lâm Uyển lắc đầu, hơi khó chịu từ lúc bị sặc khói nhà bếp có nấu trà thuốc, uống chừng hai ngày là khỏe thôi. Đồng hòa bên cạnh Lâm Uyển bĩu môi, tiểu thư bị bệnh nhưng nhà bếp chỉ chăm chăm lo bồi bổ cho tứ tiểu thư thôi. Bọn họ nói tứ tiểu thư bị ngã ở chỗ chi chính nên bây giờ người rất yếu, vậy mà tiểu thư lại cho là thật, có ai không biết chân tướng chuyện này đâu chứ. Lâm Phương nói mình bệnh, nhưng thật ra là không dám ra gặp lão thái thái chi chính, cho nên ra sức gióng chống khua chuông cho chuyện dưỡng bệnh của mình. Ngày nào cũng phải bồi bổ uống thuốc đủ điều. Không được nói lung tung. Lâm Uyển đưa mắt nhìn Đông Hòa. Lần trước Liễu Di Nương xảy ra chuyện, tuy vẫn toàn quyền trông coi nhà bếp nhưng Đại Thái Thái đã không còn được nhị lão Thái Thái tín nhiệm như xưa. Nếu bây giờ Đại Thái Thái lại phạm thêm sai lầm gì nữa, nhà bếp của chi thứ hai chắc chắn sẽ phải đổi chủ. Cho nên Lâm Phương không hề nhắc tới chuyện của Lâm Phương với Đại Thái Thái là việc làm cực kỳ thông minh. Làm ầm lên chỉ để lấy một chén trà thuốc, thật sự không đáng. Đổi lại là mình, Lâm Di cũng sẽ làm vậy. Lâm Uyển chuyển đề tài sang chuyện lễ vật mừng thọ, Lâm Di vốn định giao chỗ theo nơi góc cho Linh Lung và Quất Hồng, nhưng Lâm Uyển lại khăng khăng giành làm. Tam tỷ còn bệnh, không thể quá sức, giao cho bọn nha hoàn cũng được mà. Lâm Uyển lắc đầu, trịnh thất tiểu thư thích đường may trên hà bao của ta nên mới năn nỉ ta giúp muội ấy theo lễ vật. Ta đã đồng ý thì không thể không làm, chưa kể. Nàng mỉm cười, ta cũng đâu bận gì khác. Lâm Uyển rất hiếm khi theo đại thái thái ra ngoài tham gia tiệc tùng, thường ngày đều trốn trong phòng theo thùa may vá. Đúng là đã đồng ý với trịnh thất tiểu thư thì không nên làm khác, Lâm Di đành gật đầu, vậy phải phiền tam tỷ rồi. Lâm Uyển và Lâm Di vừa phác thảo xong hoa văn, Quất Hồng bước vào báo, "Lão thái thái chi chính chuẩn bị ra về à?" Bên chi chính rốt cuộc cũng được thu dọn ổn thỏa, sau trận lục soát hôm đó, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng không ít, nữ trang vàng bạc cũng bị mất, cũng may mấy năm qua lão thái thái chi chính sống khá giản dị nên đồ trưng bày trong nhà cũng không quá quý giá, bằng không thì còn tổn thất nhiều hơn nhị lão thái thái đồng thị tự mình đưa lão thái thái chi chính trở về chỉ lát sau người của viên thị cũng tìm tới tất cả tụ họp ôn lại chuyện hôm đó một lần ít hôm sau người viên gia dâng tấu trương cáo buộc hình bộ mở màn một trận khẩu chiến khốc liệt trên triều lâm uyển vừa thêu viền hoa vừa trò chuyện với lâm di nghe nói viên học sĩ ở thượng dương nhận quản lý trường học dạy dỗ không ít học sinh còn đang biên soạn một bộ sách gì ấy Dẫu viên học sĩ bị lưu đày cũng không xa suốt tinh thần, kẻ hãm hại viên gia lo lắng nên mới viện vào chuyện viên học sĩ soạn thảo sách thơ, muốn từng bước đẩy ông vào chỗ chết. Chẳng ngờ viên học sĩ yêu thi thơ nhưng vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, chỉ lén lút biên soạn thành tập cho người trong nhà học hỏi thưởng thức, vì vậy càng khó tìm ra bằng chứng cụ thể. Bây giờ ngẫm lại, tính cách khiêm nhường thận trọng này đã cứu mạng cho viên học sĩ. Lâm Uyển bình thường không có tỉ muội nói chuyện phiếm cùng. Mấy ngày qua ở cùng Lâm Di liền được xả van nói, thần thái tươi tắn hơn rất nhiều, đúng là nổi danh quá cũng không tốt. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng báo, bạch ma ma đến. Lâm Uyển và Lâm Di buông kim chỉ xuống, đứng dậy đi đón bạch ma ma. Bạch ma ma mỉm cười chào hỏi hai tỷ muội rồi đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, viên gia đưa tới ít thịt nai tươi, lão thái thái mấy ngày qua không có khẩu vị nên sai nhà bếp mang đi xào cho nhị lão thái thái và các vị tiểu thư dùng. Sau khi được Lâm Di dẫn tới ngồi xuống phản, Bạch Ma Ma cười nói thêm, đại tiểu thư có tin vui, đã được ba tháng rồi, lão thái thái hay tin liền vô cùng mừng rỡ. Lâm Kiều mang thai, Lâm Di nghe vậy thì ngoài vui mừng còn thót tim một trận, tính thời gian thì lúc treo cổ tự vẫn, trong bụng Lâm Kiều đã có đứa bé này may mà cứu được, bằng không chính là một xác hai mạng rồi. Lâm Di hỏi, đại tỷ đã về nhà chưa? Về rồi à? Bạch ma ma cười nói, đại tiểu thư về chăm nom lão thái thái. Thế tốt quá rồi. Lâm Uyển cười nói xen vào, ta có làm sẵn cho con của đại tỷ một cái yếm, sẵn tiện nhờ ma ma mang về hộ, nghe nói lúc này tặng quà là tốt nhất đấy. Bạch ma ma lập tức cười đến tít mắt, Tam tiểu thư thật có lòng." Lâm Uyển cúi đầu cười, "Ta cũng chỉ biết làm mấy thứ này thôi." Nói thêm giam ba câu, Bạch Mama còn báo một tin vui khác, đại cô gia sắp được thả rồi, không chừng lão gia bên nhà Thông gia cũng sắp được chịu trở về kinh đấy. Viên gia đúng là đã ra tay thì sẽ làm đến cùng. Trước khi đi Bạch Mama còn âm thầm kéo tay Lâm Di, lão thái thái ngày nào cũng nhắc Lục tiểu thư với nô tỳ Nói tới đây trong mắt bà thoáng xẹt qua một tia sáng. Lão Thái Thái nói khi nào đại tiểu thư trở về viên gia với đại cô gia thì lục tiểu thư sang ở lại một thời gian. Bên cạnh không có con cháu, lão Thái Thái muốn vị này tới bầu bạn với mình. Lâm Di đưa bạch ma ma ra tận cửa rồi mới lấy từ trong ống tay áo một cái túi hương, ở trong có nhồi hương liệu giúp an thần, ma ma cầm về cho bá tổ mẫu hộ. Bạch ma ma tươi cười nhận lấy gần đây tuy có chắc trở nhưng cuối cùng đều chuyển biến theo chiều hướng ổn, đại tiểu thư hoài thai, bên cạnh lão thái thái có thêm lục tiểu thư, cuộc sống của chi chính càng lúc càng tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 43, Mối Duyên Đến tối Trần Doãn viễn vui vẻ ngồi xếp bằng cùng vợ con nói chuyện nhà, đầu tiên là ân cần hỏi thăm sức khỏe của Lâm Di. Cũng không quên nhắc nhở nàng thường xuyên ra ngoài chứ đừng nhốt mình trong phòng mãi ông cảm thấy là nữ giới thì không nên giống tiêu thị, quá quy củ quá dịu dàng thành ra hơi cứng nhắc. Nói thêm vài ba câu, ông chuyển sang tới chuyện học hành của Hoành Ca, hào hứng ra để kiểm tra con trai thử một bận. Mấy ngày nay, Hoành Ca chỉ mãi mê học cưỡi ngựa nên lơ là sách vở, cho nên rát nhanh đã bị khảo bài đến mức đầu đầy mồ hôi. Trần Doãn Viễn không khỏi cau mày mấy ngày nay bởi vì chuyện của viên gia mà ông đã tới thăm nhà họ và lâm gia không ít lần có dịp tự mình kiểm tra kiến thức con cháu dòng dõi thư hương chân chính mới biết con trai mình và con nhà người ta tranh lệch tới mức nào lâm gia tiến cử con tới thư viện hương sơn con cháu lâm gia đều vào đó học cả thư viện hương sơn tuy hơi xa một chút nhưng rất nổi tiếng không có danh sĩ tiến cử thì đừng mong được nhận lâm di thấy ca ca mình mừng rỡ ra mặt lại là lâm gia bao giờ nàng mới thoát được hai chữ này đây nhận ra ánh mắt của cha nhìn về phía mình lâm di uể oải cúi đầu cha rất để tâm suy nghĩ của nàng nàng dĩ nhiên không thể che giấu sự chán ghét của mình dành cho lâm gia trần doãn viễn quả nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc lâm di tới thăm lâm gia lập tức nhíu mày trầm ngâm một lúc mới nhìn sang tiêu thị bà quen biết người nhà của tề lão đại nhân trông coi quốc tử dám sao Trượng phu đột nhiên nhắc tới chuyện này khiến Tiêu thị hơi ngây người, từng gặp nhau ở Lâm gia à? Vừa nói bà vừa nhìn về phía Lâm Di, Lâm Di cũng có thư từ qua lại với hai vị tiểu thư của nhà họ. Không ngờ con gái có qua lại với nữ quyến Tề gia, Trần Doãn viễn cười thần bí, hôm nay ta gặp Tề lão đại nhân, lão đại nhân khen ta khí phách. Nói tới đây mặt ông hơi đỏ lên, ha ha cười hai tiếng, vẻ mặt có chút đắc ý. Tiêu thị nghe vậy thì hết sức mừng rỡ. Lần đầu tiên khoe khoang trước mặt vợ con, Trần Doãn Viễn thấy hơi là lạ, nhưng rồi ông nhanh chóng bị vợ con nhìn đến ngượng ngùng, đành ho khan một tiếng rồi đi tới bàn rót trà uống để khỏa lấp cho sự lúng túng của mình. Tiêu thị vô tư nói, Tề Đại Nhân nhất định đã đọc tấu chương của ông, cho nên mới biết tài văn chương của ông không tầm thường. Trần Doãn Viễn suýt nữa đã phun sạch ngụm trà trong miệng, tề lão đại nhân tán thưởng ông là vì ông có công tố giác thôi thủ thành. Ngoài ra còn vì chuyện ông buộc tội hình bộ, chứ không liên quan gì tới tài văn chương cả. Năm đó tuy thi đậu khoa cử, nhưng chức quan của ông cũng nhờ xuất thân nhà võ tướng mà phá lệ có được. Tấu chương mà ông đắc ý nhất, ở trước mặt lâm gia và viên gia cũng không dám lấy ra múa may. Tiêu thị như vậy thì không ổn để làm thuyết khách tới phủ tề gia nhờ và chuyện tìm thư viện cho hoành ca tí nào. Trần Doãn viễn đảo mắt, nhìn sang phía Lâm Di bên cạnh. Biết cha mình ra mặt mỏng, Lâm Di cũng vờ như tự mình nghĩ ra, hay là để con hỏi tề tiểu thư. Tề ra đào tạo ra không ít tiến sĩ, không chừng có thể tiến cử thư viện tốt hơn cho ca ca. Trần Doãn viễn tươi cười nói, cũng được, con thử hỏi thăm xem, nếu tề ra có ý muốn hỗ trợ thì chúng ta lập tức chuẩn bị hậu lễ tới cầu cảnh. Lâm Di gửi cho Tề Tam tiểu thư một lá thư kể lại tình hình của ca ca, khéo léo đề cập tới chuyện cả nhà muốn nhân lúc còn ở trong kinh tìm cho ca ca một thư viện tốt hơn một chút. Kết quả, Trần gia còn chưa mang hậu lễ tới thì Tề gia đã viết thư tiến cử Hoành ca vào thư viện Bạch Hách rồi, thậm chí còn nói sẽ giới thiệu vài vị gia sư tốt sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành nữa. Hoành ca bắt đầu đến thư viện Bạch Hách học tập, Trần Doãn Viễn liền dẫn Tiêu thị mang lễ vật đến Tề gia cảm ơn. Lúc ra về tề gia lại chuẩn bị đầy đủ quá đáp lễ. Tiêu thị từ khi trở về kinh đến nay vẫn chưa từng được đối xử ân cần như vậy, chờ trượng phu xuống xe, bà liền huyên thuyên không ngừng, nghe nói nhị gia của tề gia học tập ở quốc tử giám, tương lai thế nào cũng là tiến sĩ cho mà xem. Trần Doãn viễn gật đầu, đó là dĩ nhiên, cho dù không đậu hạng nhất cũng sẽ đậu hạng nhì thôi. Tiêu thị nhòe miệng cười, ta thấy tề nhị thái thái hình như rất thích lâm di của chúng ta đấy, nếu có thể hứa gả cho tề gia, tương lai của lâm di cũng được bảo đảm. Trần Doãn viễn nhướng mày, chăm chăm nhìn vẻ tươi cười trên mặt tiêu thị, ta bất quá cũng chỉ là một chi châu ngũ phẩm, còn là quan tỉnh nhỏ nữa, vậy mà bà lại chọn con rể tương lai sẽ là tiến sĩ, bà có biến thành tiến sĩ rồi thì nhất định sẽ vào Hàn Lâm Viện không? Hàn Lâm Viện là khởi đầu cao nhất của quan văn, sau này sẽ trở thành đại học sĩ đấy dựa vào điều kiện của tề gia hoàn toàn đủ để kết thân với nhà huân quý tiêu thị vẫn chưa từ bỏ ý định thì trần gia chúng ta cũng là nhà huân quý mà chưa kể chẳng phải cả lâm gia cũng nóng lòng muốn hỏi cưới lâm di đấy sao nếu lần này lão gia báo cáo tốt không chừng sẽ được thăng chức nữa tề gia là dòng dõi thư hương hỏi vợ cho con trai dĩ nhiên phải nhìn tài đức điểm này thì lâm di của chúng ta chẳng chê được chỗ nào. Tiêu thị vừa dứt lời thì đàm ma ma ở ngoài chợt nói vọng vào, lục tiểu thư sai người đưa túi thơm đến à. Được đàm ma ma dẫn vào nhà, quất hồng tiến lên hành lễ với Trần Doãn Viễn và tiêu thị, lục tiểu thư nghe nói mấy ngày nay thái thái ngủ không ngon nên bảo nô tỳ cầm túi hương an thần này tới, dặn thái thái treo ở đầu giường ạ. À. Tiêu thị cười nói, nói lại với tiểu thư, theo thua ít lại, không sẽ hỏng mắt đấy quất hồng giả dạ, một tiếng rồi lui ra ngoài vừa ra tới sân liền vội vàng chạy về hương diệp cư của lâm di lúc vào phòng tay vẫn còn không ngừng run rẩy sao thế lâm di nhìn thấy sắc mặt của quất hồng liền hỏi quất hồng bảo nha hoàn trong phòng lui ra phòng theo giọng điệu nghiêm trọng của linh lung nhỏ giọng nói tiểu thư nô tỳ nghe thái thái nói muốn gả tiểu thư cho tề nhị gia nghe thấy lời này tay Lâm Di liền run lên, khiến mũi kim theo đâm mạnh vào đầu ngón tay. Hôn sự theo lệnh cha mẹ, nàng chỉ trăm phương ngàn kế không muốn gả vào Lâm ra thôi, chứ cũng biết sớm muộn gì mình cũng phải xuất giá, có điều chưa từng nghĩ tới sẽ phải gả cho ai. Gả cho tề ra, hẳn chỉ là suy nghĩ một chiều của mẹ nàng, biết bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng nhưng nàng vẫn không nhịn được thầm ước lượng. Tề nhị ra, từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm khắc, tác phong đứng đắn, hai tiểu thư nhà họ và nàng lại hợp tính. Tề nhị thái thái tuy hơi tính toán một chút nhưng so với lâm đại thái thái thì thật sự như trời và đất. Lâm Di bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thở dài một hơi. Đối với nàng, nói không chừng đây lại là một mối tốt. Hôm sau Lâm Di đi thăm lão thái thái chi chính. Chỗ chi chính đã trở lại như trước, hôm đó để bạch ma lại ở hậu viện lo liệu chuyện thiêu hủy sách thơ, Bọn họ ở trong sân của lão thái thái đốt kinh Phật, cảnh tượng đó giờ nhớ lại vẫn thấy thoát tim. Nàng dùng đống lửa ở trong sân của lão thái thái thu hút sự chú ý của quan binh, tranh thủ thêm thời gian cho Bạch Mama ở hậu viện. Đến khi quan binh tìm được tới hậu viện thì Bạch Mama đã chuyển sang đốt đồ dùng cũ của đại bá chi chính. Bá tổ mẫu có hỏi thăm được viên quan tới nhà mình lần trước là ai không? Nếu không nhờ y mách nước, nàng cũng không nghĩ tới biện pháp này lão thái thái chi chính nói là con trai của vương gia ở sơn tây chắc cháu không biết đâu thời thái tổ vương gia là danh tướng chấn giữ sơn tây có điều mấy năm qua con cháu ông ấy rất ít người làm quan người vương gia vô cùng cao ngạo vào kinh cũng không qua lại với người khác người của ta khó khăn lắm mới hỏi tham gia được nếu cũng là xuất thân võ tướng lẽ nào có quen biết với bá tổ phụ lâm di hỏi Trần gia chúng ta từng có qua lại với vương gia ở Sơn Tây sao? Lão Thái Thái Chi chính lắc đầu, trước khi qua đời bá tổ phụ của cháu có đưa cho ta một danh sách viết tên những người từng lui tới với nhà chúng ta, vương gia ở Sơn Tây không có tên trên đó. Vậy ai mới là người giúp đỡ bọn họ? Nói không chừng là người quen của viên gia, nhưng không muốn lộ mặt. Lão Thái Thái Chi chính để Lâm Di Đỡ đứng dậy đến thăm chậu tường vi trên bệ cửa sổ, mà nói thế nào đi nữa thì người nọ cũng thật thần thông quảng đại nhiều người như vậy mà vẫn không hỏi thăm được gì trong khi tất cả đều được y tính toán sẵn theo ta được biết hình bộ chỉ phái binh bao vây nhà chúng ta thôi rốt cuộc bọn họ muốn làm gì thì chẳng ai được biết trước khi lệnh được đưa tới lâm di ngắm nhìn khóm hồng nhạt vừa chớm nở sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi lão thái thái chi chính nghiêng đầu nhìn nàng lâm di nói nếu đã ra tay giúp viên học sĩ trở về kinh, người nọ nhất định có chuyện cần tới viên gia. Liên quan đến chính sự, đến lúc cần thiết chân tướng sẽ tự lộ diện thôi. Có Lâm Uyển hỗ trợ, Lâm Di nhanh chóng theo xong quả mừng thọ mà trịnh thất tiểu thư muốn, là một cái tua rua theo hình cúc vạn thọ, dưới kỹ thuật theo hai mặt, nhìn từ xa đóa cúc vàng trông sống động như thật. Vừa hay lão thái thái chi chính muốn tới thăm trịnh lão phu nhân, Lâm Di liền tháp tùng để đưa đồ luôn. Trịnh thất tiểu thư cầm tua rua theo, thích đến không muốn buông tay, đẹp quá đi, tặng cho người khác thật uổng phí. Quà mừng cho Thái Hậu. Người nào khác cũng sẽ chọn thứ tốt nhất để dâng lên, vậy mà trịnh thất tiểu thư còn nói không nỡ. Trịnh thất tiểu thư ngắm nghía thêm một lúc rồi kéo tay Lâm Di, tỉ tài thật. Lần này để xem bọn họ lấy gì so bì với ta. Vừa nói cô nàng vừa le lưỡi, tỷ đã cứu ta rồi, mấy ngày nay tâm trạng của mẫu thân không được tốt, ta cứ thấp thỏm sợ bị lôi ra làm chỗ chút giận đấy. Lâm Di theo bản năng hỏi, sao lại thế? Thì cũng vì chuyện của thập cửu thúc. Mẫu thân thu xếp hôn nhân cho thập cửu thúc, thúc ấy lại lờ đi nên mẫu thân mới điên tiết. Phái nữ ở cùng nhau, ngoài trừ nói chuyện trong nhà thì đề tài nóng nhất vẫn là làm mai cho người khác. Trịnh thập cửu nhìn cũng khoảng 20 mà vẫn chưa thành thân. Phàm là con trai nhà hiển quý, cho dù chưa lấy vợ thì cũng đã được hứa hôn từ trước rồi. Trịnh thất tiểu thư kể tiếp, năm ngoái hôn sự của thập cửu thúc mới có tí manh mối, nên mẫu thân có ý định thúc đẩy cho thành sớm. Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà không đứng ra lo liệu cho nên mới tới phiên huệ hòa quận chúa bận tâm? Lâm Di và trịnh thất tiểu thư trò chuyện thêm một lúc thì có hạ nhân tới báo. Chương trình tạp kỹ sắp bắt đầu rồi, mời các tiểu thư sang xem. Trịnh Thất tiểu thư kéo tay Lâm Di, lần trước tạp kỹ tổ chức ở tiền viện nên chúng ta không xem được, hôm nay cũng mời cùng người, nghe nói sẽ diễn lại trò ném bát thú vị lắm, chúng ta mau qua đó xem đi. Lâm Di bị Trịnh Thất tiểu thư kéo tới sân khấu dựng ở phía tây viện, Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái đã ngồi sẵn ở đó từ trước. Mọi người xem tạp kỹ xong, Trịnh thất tiểu thư bảo muốn về phòng thay đồ để bơi thuyền du hồ với Lâm Di, bảo Lâm Di ngồi trong đình bên bờ hồ chờ mình. Trong lúc bọn hạ nhân tới chỗ neo thuyền chuẩn bị, Lâm Di đứng trong đình nhìn hoa cỏ gần đó, vừa định sai linh lung đi hỏi thăm tên của vài loại hoa lạ thì chợt nghe thấy bên hồ có người hầu lên tiếng, ngài ở đây sao? Chúng nô tỳ sợ ý không nhìn thấy. Thất tiểu thư muốn dùng thuyền du hồ. Vậy để chúng nô tỳ đi lấy một chiếc thuyền khác tới. Lâm Di quay đầu lại, xa xa là một bóng dáng áo xanh thong dong đang khom lưng bước xuống thuyền, tóc búi lỏng, môi điểm nụ cười, hình ảnh tĩnh lặng và nhẹ nhàng như một giọt mực đang từ từ hòa tan trong bát nước rửa bút bằng sứ thanh hoa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.